Ủa sói ca, nay đã nổ rồi hả? Không có. Chứ đi đâu đây? Đi đầu thai. Muốn làm quần gì? Với cái nhan sắc này, tôi muốn làm quần thiên nga. Nào đi. Ê khủng quá bà. Bà dạy ai muốn đầu thai làm bà? Không có, tôi bất ngờ đó. Nè đi. Ở đây không có con thiên nga. Mày có thể chọn một pocket nó có cùng giống loại con thiên nga được không? Cùng giống loại con thiên nga. Công bằng. Ờ ví dụ bây giờ mày làm con nón được không? Cũng được đấy. Ờ ok. Ogo. Cái ogo là cái. Mày lên đi, mày lên đi, mày lên đi. Ừ, mày lên đi. Ủa, hồi nãy nhớ có mang nghịch mà. Ủa, con nói bên đây chỉnh sao phải? Tới bây giờ mà nó ổn với thằng Sơn kìa. Khỏe không? Khỏe. Ủa sao nhìn kì á? Mất mẹ cái gan à. À, mày đi đầu thai rồi mày qua casino bên Cam đúng không? Có. Chứ làm sao? Gan ngỗng chơi tội. Thành nào nãy giờ quá trời mùi. Ê. À. Thì vậy là bầu nửa miếng đúng không? À. Vậy đi theo Nam. Để tao đi demo. Thôi, tội nó còn có nửa miếng à. Ăn cũng đủ no. Thôi bây giờ vậy nè. Thấy cũng tội nên đầu thai tiếp đi. Đầu thai thành gì vậy? Mày đầu thai thành con gì mà nó liên quan tới con ngỗng, con tiên nga của mày đó. Anh Châu. Thôi ông ấy bây giờ mày đầu thai thành con vịt được không? Nè tao nói mày nghe nè, cái con ngỗng á, mày đầu thai mày còn bị lấy gan. Chứ ai đâu mà lấy gan con vịt. Chắc học. Thiệt, lên. Go go. Ủa, tao nhớ là mày đi đầu thai là con vịt chứ có đầu thai là con gà đâu. Mày nghĩ tàu lao mày xuống tầng 19 mày ở bây giờ đó. Tao ơi, làm vịt sướng không? Tôi biết mùi đời rồi. Vậy thì mùi đời nó là sao? Mùi đời nó đắng. Nó mặn mặn. Nó cay cay. Chua chua. Mà nó lạ lắm. Ủa cái mùa đời này nghe lạ quá đó, tới mùa đời này luôn á. Mùa đời ăn kèm như này nè. Lên. Thì nó có đầu răm luôn. Ơi nó có tắc nữa nè. Nhìn giống anh hùng thịt lộn. Mùa đời đó. Ê, cắn cái đầu luôn kìa. Đi. Này đừng cứ gắn mai này lên. Mày thấy mai này có gì đâu đặc biệt. Dân khe à. Nè. Cái bông này nè mới là hot, mày hiểu không? Mai vàng cánh đen. Mày im. Mày không có tố chất làm thủ lĩnh. Vì của mày chỉ nghe theo thủ lĩnh thôi. Làm được không? Làm được không được nghỉ mẹ đi. Mày lại. Tao là Gia Cát Dự. Vậy là mày có liên quan tới Gia Cát Lượng đúng không? Ổng là idol của tao và tao là fan của ổng. Gia Cát Lượng người ta có khả năng tiên tri, còn mày có gì? Thiên thời địa lợi thiên lý tuần hoàn. Ông bảy thì bói. Ông coi cho tôi kiểu gì á mà nói tôi sống tới 80 tuổi, giờ này tôi xuống đây làm sao? Sao tao biết được? Tao còn xuống đây trước mà. Vậy giờ sao? Trả tiền tôi đi. Cho thiếu đi. Không. Trả góp. 30%. Cao quá, tao báo công an đó. Vậy thôi không biết, ông tính sao ông tính.
ta sẽ xem cho ngươi một quẻ. Đúng là con thiêu thân. Xấu quá. Được rồi. Xấu rồi. Năm nay nhiêu tuổi? 24. Chả trách. Đường sinh mệnh ngắn, ta e là không sống qua 24 tuổi được đâu. Trời ơi, ghê quá trời ghê luôn á. Coi kiểu vậy tao coi diễn xuất luôn á. Đúng là không thủ danh là vậy. Để tao đi quảng cáo cho ông nghe. Đúng là con đi thân. Ủa Brad, ngồi đây chi vậy? Tôi là mafia. Đừng ngồi làm gì vậy? Chạy deadline. Deadline. Thôi, đỉnh bộ. Chỉ ra nè. Một cái bói hết một. Ông ấy vậy, coi này. Lại coi ông đi. Hỏi ông coi sao chạy được deadline. Nghe, buồn lắm nghe, tích cực quá. Chắc mới xuống, còn vui quá.